chí khi nào em phát hiện ra là em không phải là một người con trai thẳng? Từ năm mà lớp 3, lớp 4, lớp 5 á, là những năm đó là em không có thích chơi với những bạn nam nhiều. Em cũng không có thích bắn bi hay là đá thun, mà em chỉ thích là nhảy dây, mà đặc biệt em nhảy dây rất là giỏi. Em chơi chung với những bạn gái không. Em không biết như thế nào mà cơ thể em nó yếu lạ lắm. Yếu lạ là sao? Không có đủ sức đề kháng gì. Dạ. Ngày xưa thì em nghe mẹ em kể lại là mỗi lần mà em mà khóc lên cái là em xỉu, cũng như là đói bụng hay là cái gì đó, em khóc là em xỉu. Là mỗi lần khóc ra mình mất sức hả em? Xong dạ, rồi cũng như là em hước một hai cái rồi là em xanh mặt mày là em xỉu. Ủa rồi sau này lớn lên nó có đỡ hơn không? Dạ, lớn lên thì em đỡ hơn, em không có khóc thì vẫn còn khóc, nhưng mà là bớt xỉu. Không có xỉu nữa, ít lắm. Là coi như là giảm nhiều đó. Dạ, từ lớp 4 là bắt đầu em biết. Lúc đấy em nhìn mấy bạn nam em có thích thích không? Dạ, lúc đó thì em không thích đâu, tại vì những bạn nam dưới quê em ai cũng xấu. Nói chung là em thích đẹp trai đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn từng thích nào? Dạ thích chứ. Xuất sắc luôn. Rồi đến bao giờ em bắt đầu có cái sở thích là mình giả gái? Dạ sở thích giả gái là từ năm lớp 6, là trong trường cắm trại. Thì em mới nói cô cho em, bữa đó là em biểu diễn thời trang em giả nữ. Lúc đó em còn nhớ là những cái quần của mẹ mà bỏ đi rồi á, em mới cắt những cái ống như nè, tại người em nhỏ con lắm. Mà ống quần ngày xưa là ống loa, ống le. Em mới cắt những cái ống quần đó, em ráp hai ba ống lại em làm cái váy. Em tự chế biến cái váy luôn. Dạ đúng rồi, em tự may làm cái váy. Tự may cho mình cái váy luôn. Dạ rồi, em lấy một cái áo thun nhỏ của em gái em mặc vô. Ngày xưa mẹ em cũng làm tóc cho nên có những cái phím tóc giả đó chị. Thì em sẹt sẹt lên đại vậy đó. Rồi hôm đó thì em nhớ là em được giải nhì. Từ đó là em thích làm con gái. Là lôi cuốn luôn đó. Như vậy á, thì ánh mắt của mọi người với em như thế nào? Cũng ít bạn kỳ thị. Mà kỳ thị là hơi nặng. Hơi mạnh tay chứ. Mạnh tay là sao cưng? Đang đi vậy nè, ở rồi ngoài sau chạy tới là quýnh một cái mạnh kêu là BD. Quýnh thiệt là mạnh vậy đó rồi chạy đi. Sao kỳ vậy trời? Sao tiên quýnh ta sao vậy trời? Tánh em tự kỷ từ nhỏ lớn rồi. Em không chơi ai á. Vô lớp là em ngồi em làm chuyện gì đó một mình em à. Về nhà cũng vậy, em cũng là vô phòng em hai em ngồi em chơi mình em. Nên nhiều lúc em vô em ngồi cuối vậy thì những người đi ngang ấy, họ quýnh lên đầu mình hoặc là họ quýnh lên vai mình rồi họ bỏ đi. Mà mình chửi lại thì nhiều người á họ các bạn như là gom 1, 2, 3 bạn vậy đó lại tới bắt nạt, cho nên em cũng không có chửi lại. Em ít chửi lắm. Ủa lúc đấy rồi thầy cô thì sao? Có năm em học lớp 6 thì cô thương em lắm. Mỗi lần thì em mét cô thì cô rầy thôi, thì cô chỉ rầy những bạn đó thôi. Càng rầy thì nhiều bạn biết đến cái giới tính em nữa thì lại càng nhiều càng bạn còn ghẹo hơn nữa. Ba mẹ em thì cũng biết em cái tính là cũng như hơi ẻo lả thì từ nhỏ, nhưng mà là cũng chưa có biết rõ về cái giới tính của em là em thích giả gái và em thích những bạn nam. Rồi đến khi nào thì bố mẹ biết? Dạ đến khi là em đi theo hội chợ. Theo hội chợ là em giả gái xuyên suốt giả gái luôn. Và có nhiều lần là em dẫn những bạn trai của em á về nhà chơi thì nhà em mới biết là như vậy. Sao em giả gái em không để tóc dài, em không nuôi tóc dài đi? Dạ, em không hiểu sao là em không giống những chị hát cô tô khác. Là thứ nhất là em không thích chích hormone vào người. Em cũng không thích làm một cái gì như là để tóc dài hay là mặc đồ nữ ban ngày. Em cũng không thích. Em không có ý định chuyển giới đúng không? Dạ không. Bạn này giống Su Su quá chị. Dạ. Bạn này chỉ thích lên sân khấu đúng là không? Giống như trang điểm sư sòng thôi, làm cái để diễn thôi. Sau đó là vẫn là nhân trai bình thường. Đến hiện tại bây giờ luôn á, mỗi lần em về nhà thì ngoại cứ hỏi sao không chịu có vợ đi. Cứ hỏi, tại vì ngoại em cũng biết là em vậy, nhưng mà ngoại không có khẳng định là em là như vậy. Lý do tại sao em không nói thẳng với gia đình? Dạ em cũng không có cái cơ hội nào để em nói thẳng với gia đình hết. Tại vì từ lúc nhỏ, năm em học lớp 9 là ba mẹ em là ly thân. Thì mẹ cũng đi xa, mẹ cũng làm công việc của mẹ rồi. Em buồn, em cũng đi làm công việc của em rồi. Có một thời gian khoảng 1 năm là em không có một cái điện thoại và cũng không có một cái gì để em liên lạc về nhà.